Dạ nội, nội vô nghỉ đi nội. À đúng rồi, Chắc là vô anh nghỉ Nam, đi. ảnh là nhà bạn ảnh ngủ. Để sáng mai con đi tìm ảnh nha nội nha. Nhưng mà bà nội á, không có nhân nhị gì hết á, vô ngủ đi, không có sao đâu. Chuyện con Nam để con lo được hết á. Nội Đi vô đi. nghỉ đi, yên tâm vô nghỉ đi nha. Trời ơi, trời. Chị nói một hồi là bể tùm lum bây giờ. Ơi, ghê quá, sợ quá, để chị uống miếng nước cho chị bình tĩnh cái coi. Bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch nè. Hên quá, mình mà đi nhanh một chút xíu, không chừng hai chị em mình bị cướp rồi đó. À mà ha, nếu mà thằng Nam thì người nhà nó đâu có cướp. Chị nói nhỏ nhỏ thôi, mà nội nghe bây giờ. Chỉ là cái dáng giống thôi mà, mình chưa có thấy mặt, chắc gì là anh Nam đâu. Chị đừng có nói lung tung, bà nội lo đó. Chị biết rồi, nhưng mà khả năng thằng Nam là cao lắm đó em. Nó đang không có tiền mà. Trời ơi, chị ơi, em xin chị luôn đó, chị đừng có nói lớn được không? Nó đang không có tiền, cho nên chuyện gì nó không dám làm. Nếu mà thiệt là ảnh không có tiền mà ảnh đi ăn cướp như vậy, em hại ảnh rồi.